cái bóng ma lớn nhất đang đe dọa chế độ phi nhân Cộng sản Việt Nam là sự từ bỏ bảo vệ chế độ đó của quân đội và công an. Mà trong vụ Đồng Tâm thì nhóm cảnh sát cơ động đã buông vũ khí đầu hàng dân một cách êm thắm. Này, nếu không làm lớn chuyện này thì cái gương này sẽ lan khắp nước, cho thấy ngày sụp đổ đến rất nhanh. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết Lật lọng cam kết với người đồng tâm để cố tránh nguy cơ tiềm mặn của Cầm Cầm qua sự trình bày của Nguyên Khải. Sự kiện đồng tâm nổ lớn từ vụ quân đội và công an Hà Nội đi xe số đỏ lừa phỉnh cụ Lê Đình Kình và mấy người khác ra bên ngoài để xác định ranh giới đất đang tranh chấp, rồi dùng vũ lực bắt giam. Trong đó, cụ Kình có 82 tuổi đời, 55 tuổi đảng, bị Trung tá Công an Trần Thanh Tùng, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức trực tiếp đá cụ mạnh đến nỗi bị bay đi, gãy xương đùi. Vì quân đội và công an bất chấp luật pháp, bắt lãnh đạo một cách tùy tiện nên người đồng tâm phải tự bảo vệ mình. Họ rào làng, tổ chức phòng thủ là sự phòng thủ chính đáng, rồi thay vì tìm cách giải thích, lãnh đạo thành phố Hà Nội lại điều cả ngàn cảnh sát cơ động đến bao vây xã với mục đích đàn áp như đã từng diễn ra khắp nơi, đưa đến bất ổn xã hội. Thế nhưng, một lực lượng tinh nhuệ được trang bị đầy đủ vũ khí chuyên về đàn áp chống bạo động 38 người, gồm cán bộ địa phương, bỗng dưng bị người dân tay không tấc sắt bắt làm tù binh mà không hề xảy ra xô xát. Việc này chỉ có thể hiểu là chính lực lượng này tự buông vũ khí để tránh đổ máu. Lý do nào họ đầu hàng thì chỉ có thể suy đoán, vì chắc chắn không một ai trong số họ dám nói lên sự thật. Nên có thể hiểu là chính nhóm cảnh sát cơ động đó ý thức được việc chống tham nhũng và tự bảo vệ quyền lợi của người đồng tâm là chính đáng, dùng vũ lực tấn công là sai trái. Nếu tấn công người dân hiền lành chất phác vẫn tin vào đảng như thế thì chẳng khác gì tấn công vào người thân của chính họ, vì hầu hết trong số họ cũng xuất thân từ thành phần như những người đồng tâm. Đây là điều chế độ lo sợ nhất, nhưng tuyệt đối im lặng, vì hé lộ đương nhiên sẽ nhanh chóng lan ra cả nước. Câu khẩu hiệu công an còn, đảng còn coi như đã bị tự diễn biến, chứ còn là gì nữa, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu công an là thanh kiếm và lá chắn của đảng mà quay về với nhân dân thì chắc chắn chế độ phải sụp đổ. Trở lại với đồng tâm, trước khi ông Chủ tịch Hà Nội trực tiếp vô đối thoại và giải cứu 38 người, chắc chắn ông phải được sự ủy nhiệm của thành ủy, cũng có thể là của Bộ Chính trị, vì Hà Nội là thủ đô. Do đó, khi viết giấy cam kết có 3 điều. Điều thứ nhất, sẽ cho điều tra trường hợp của cụ Lê Đình Kình bị gãy chân. Thứ hai, không truy cứu hình sự những người đồng tâm. Và thứ ba, điều tra việc người đồng tâm khiếu kiện vì bị cướp đất. Phải hiểu đó là quyết định của cấp cao nhất trong đảng, mà đảng lãnh đạo toàn diện như đã viết trong hiến pháp, là lãnh đạo cả lập pháp, hành pháp và tư pháp trên thực tế. Vì thế, theo phân tích của một số luật sư cho rằng, chiếu theo pháp luật thì bản cam kết viết tay của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung vô giá trị là không chính xác, vì chuyện áp dụng đúng theo luật chỉ có trong thể chế dân chủ với tam quyền phân lập. Trong bối cảnh hừng hực căm phẫn và nghi ngại lúc Chủ tịch Hà Nội vô đồng tâm, thì nội dung bản cam kết viết như thế là hợp tình hợp lý. Vì thế, sau bản cam kết được phổ biến, ông Nguyễn Đức Chung đã được một số trí thức ca ngợi là có tính cách bước ngoặt trong cách cai trị của đảng. Hoang hô đảng đã chịu đối thoại, đó là điều đảng rất mong đợi để dư luận lắng xuống. Bây giờ, khi đang tạm lắng, thì công an Hà Nội lại khởi tố nội vụ. Vì nếu không khởi tố để răn đe thì sẽ có vô số vụ đồng tâm khác xảy ra trên cả nước. Đó là điều vô cùng nguy hiểm cho chế độ. Vì với đồng tâm chỉ là một xã mà người dân vẫn còn tin vào đảng, nhưng ở những nơi khác, đặc biệt là phía Nam, thì không mấy ai còn tin vào đảng nữa, nếu không muốn nói là căm thù. Vì thế, từ lâu, chế độ phải dựa vào quân đội để tồn tại, nên dù có bị lộng hành vẫn không dám đụng đến. Nhan nhản khắp cả nước, ở đâu có hai chữ quốc phòng là ở đó coi như bất khả xâm phạm. Điển hình như bên cạnh phi trường Tân Sơn Nhất đang quá tải trầm trọng lại có một sân golf đẳng cấp. Không những thế,
cả nước vẫn đang phẫn nộ về thảm họa môi trường do Formosa gây ra, nhưng nhà nước đã đi đêm nhận tiền nên quyết tâm bảo vệ, bất chấp đời sống của hàng triệu người dân khốn khổ, bất chấp hàng chục ngàn người biểu tình phản đối. Xã hội còn có vô số ngòi nổ khác nữa và có thể sẽ bùng phát bất kỳ lúc nào. Vì thế, dù biết việc lật lọng trên giấy cam kết với người đồng tâm sẽ bị công luận lên án gay gắt, nhưng đảng vẫn phải làm. Thà hy sinh sinh mạng chính trị của một đồng chí cấp trung ương còn hơn là chịu nguy cơ tiềm ẩn. Nguy cơ đó là thanh kiếm và lá chắn, quân đội và công an của chế độ noi gương 38 cảnh sát cơ động phản tỉnh buông súng tự nguyện quay về với nhân dân. Thưa quý thính giả, việc nhà cầm quyền thành phố Hà Nội vừa tuyên bố quyết định khởi tố người dân xã Đồng Tâm, mặc dù trước đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cam kết không truy tố, một lần nữa đã làm lộ rõ bản chất lừa đảo của tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Bài học qua vụ Đồng Tâm sẽ được Tâm Anh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, trong hai tháng qua, địa danh Đồng Tâm, một xã thuộc huyện Mỹ Đức, cách Hà Nội không đầy 40 cây số, đã trở thành một biểu tượng phản kháng của người dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự phản kháng này khởi phát từ việc nhà cầm quyền Cộng sản đã chiếm ngụ đất đai của người dân để giao cho tập đoàn doanh thương khai thác. Đỉnh điểm của sự phản kháng này là vào ngày 15 tháng 4, dân chúng Đồng Tâm đã bắt giữ 38 người, trong đó có 29 công an vũ trang làm con tin để buộc nhà cầm quyền phải thả 4 đại diện bị công an địa phương giam giữ. Trước quyết tâm của hơn 9.000 người dân xã Đồng Tâm và sau nhiều ngày suy tính tới lui trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 22 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới địa phương để thương lượng giải pháp. Kết quả là một văn bản viết tay do chính ông Chung cam kết, không truy cứu trách nhiệm hình sự dân Đồng Tâm. Bản cam kết của ông Chung được làm dưới sự chứng kiến của hai đại biểu quốc hội và được đọc cho toàn xã cùng nghe qua hệ thống loa phóng thanh. Vụ Đồng Tâm tưởng như vậy là đã giải quyết xong. Nhiều người cho rằng việc ông Chung, một ủy viên Bộ Chính trị, chấp nhận đích thân đến tận địa phương một xã để thảo luận, tìm giải pháp với dân là một dấu hiệu đáng mừng. Dư luận lạc quan suy diễn, sau một thời gian dài ngủ mê, Đảng Cộng sản Việt Nam nay đã bắt đầu thức tỉnh. Theo những suy diễn lạc quan này, thì sự thức tỉnh phù hợp với tuyên bố Đảng sẵn sàng đối thoại của trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng vào ngày 18 tháng 5 vừa qua. Thế nhưng, nhà cầm quyền thành phố Hà Nội hôm 13 tháng 6 loan báo cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với dân chúng xã Đồng Tâm với hai tội danh: bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Quyết định khởi tố dân chúng Đồng Tâm này đã gây sự ngạc nhiên và thất vọng cho số người lạc quan kể trên. Ngạc nhiên vì họ cho rằng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trắng trợn vi phạm những gì đã cam kết với dân chúng Đồng Tâm. Một cam kết đã viết rõ trên giấy và được quảng bá rộng rãi trong cả nước. Thất vọng vì tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng những đã không thức tỉnh mà trái lại ngày càng trở nên mê muội, bất chấp lương tri và danh dự. Tuy nhiên, đối với số đông dân chúng Việt Nam, những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp là nạn nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bao năm qua, thì đây là một sự kiện mà họ tiên đoán sẽ phải xảy ra. Trước hết, việc người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ, trong đó có 29 công an vũ trang cơ động, gồm cả một trung đoàn trưởng, là một nỗi nhục mà Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào chấp nhận. Công an vũ trang cơ động vốn được xem là lực lượng bách chiến, bách thắng trong việc bảo vệ đảng. Nhưng sau vụ Đồng Tâm, khí thế cũng như quyết tâm còn đảng, còn mình đã giảm sút trầm trọng. Thêm vào đó, hình thức phản kháng, bắt giữ cán bộ, công an làm con tin
của người dân Đồng Tâm đã được quảng bá sâu rộng, không những chỉ trong nước mà cả trong dư luận quốc tế nữa. Với tình trạng khiếu kiện về đất đai diễn ra khắp nơi, hình thức phản kháng này chắc chắn sẽ được dân chúng các nơi khác bắt chước làm theo trong việc đối đầu với nhà cầm quyền. Với những đe dọa trên đối với ngôi vị độc tôn lãnh đạo của đảng, tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải tìm biện pháp để vừa duy trì được sự trung thành của lực lượng công an, vừa đe dọa người dân các nơi khác. Với hy vọng, hình thức phản kháng đã xảy ra tại Đồng Tâm không tái diễn. Biện pháp đó chính là quyết định truy tố ngày 13 tháng 6 vừa qua. Dù rằng quyết định này vi phạm trắng trợn điều mà ông Chung đã cam kết. Cần biết, đây không chỉ là quyết định của cá nhân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung, mà là của toàn bộ chính trị trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Các sự kiện trên, một lần nữa, đã vạch trần bản chất lừa đảo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với bản chất này, những cam kết như giấy cam kết không truy tố của Nguyễn Đức Chung, hoặc những hứa hẹn như hứa hẹn đối thoại của Võ Văn Thưởng, chỉ là những miếng giấy vụn, những lời hứa suông, không hơn không kém. Với bản chất này và với phương châm lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện, khi cần bảo vệ đảng và duy trì ngôi vị chủ nhân ông đất nước của đảng, Cộng sản Việt Nam không từ một phương cách nào, dù bất chính và đi ngược với lương tri